Rồi, xin chào các bạn của anh em, chào mừng của anh em tiếp tục quay trở lại với bonsai trường thi. Rồi, tiếp tục giới thiệu của anh em dòng bonsai khai thác, dòng dòng bonsai mini, dòng bonsai tầm trung, thì một chủng loại cây khá nổi tiếng rồi. Trước mặt của anh em là một cây hai trong một cốt, cây này hàng bonsai lùng lực đời ba, cây có bộ đế đẹp, cây có bộ đế rất là đẹp của anh em. Xíu nữa bonsai thì sẽ quay gần hơn cho của anh em xem. Mời quý anh em xem tổng thể cây. Cây này khá hay, khá hay nhiều quý anh em. Rồi cây này có quanh. Rồi cái quanh đế, quanh đế nó cũng khá là lớn quý anh em. Quanh đế tầm khoảng 29 nha. Quanh thân tại vị trí này là 17 quý anh em, 17. Rồi cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên là nó tầm 30, 34 nha, 35 nha. Rồi củ tán thì khoảng 33. Chậu này chậu oval bát tiên, kích thước là 34 và chiều cao chậu là 12. Cây hai châu, cây khá là ok luôn. Và xem thì quay hơn gần hơn cho quý anh em xem phần đế của cây nha. Cây của bố đế cực kỳ đẹp luôn. Đây quý anh em xem nha, chỗ này là có cái mục mạch cắt thì mình xem thì xử lý sơ rồi, xử lý sơ để nó gồm da bộ keo cho quý anh em rồi. Bộ đế là cực kỳ đẹp. Thì cái bộ đế nó là rễ, có nó một cái rễ trải dài nha. Bây giờ đo cái chiều dài của đế này, tổng cái bộ rễ nó còn 18 này, cái độ trải rễ đó còn 17 nha, khá là ok luôn. Cái chi cành thì quá là chuẩn rồi, chuẩn chu từng chi từng cành rồi. Cái cũng khá là già rồi nha, cái này khả năng cho hoa của này, chi cành khá già rồi. Cây rất là ok. Cây này chúng ta siêu tầm, chúng ta chơi một cái cây bonsai bằng trà, thế là chuẩn cây, rất là đẹp. Với này một cây một cốt bonsai hàng bằng trà. Rồi cây này bonsai thì giao lưu với anh em giá là 1.850.000 bao ship nha. Rồi 1.850.000 bao ship. Rồi bonsai thì có một cái số mẫu, cái mẫu bonsai, cái mẫu chậu mini, mẫu chậu mini gốm hoàng thì rất là khéo, thì đang giới thiệu với anh em. Với anh em ta nghiên cứu, ta sưu tầm về, chúng ta chơi những cái hàng mini rất là đẹp, rất là sắc sảo này. Gốm hoàng nha, đây gốm hoàng, gốm hồng của anh em, hàng khá là chất lượng luôn. Hàng này chúng ta chơi bonsai, chúng ta chơi mini rất là đẹp, quá là ok luôn của anh em. Thì cái chậu này thì nó kích thước phủ bì của nó là 17.5 nha, 17,5 phân, và ngang của nó là 12 phân, và cây này tổng cao nó là 8,5 phân nha, 8,5 phân. Thì những cái chậu này nó rất là duyên, chúng ta vô những cái cây bonsai mini, mini bằng trà rất là đẹp, khá là ok của anh em, duyên nha. Thì ship toàn quốc cho anh em một cái như này là 125.000 một cái nha, 125.000 một cái bao ship của anh em. Rồi 125.000 một cái bao ship. Chúng ta nghiên cứu về tôi là chúng ta lấy một cặp. Cặp này là 250, 250 bao ship. Của anh em lấy về chúng ta chơi những cái hàng mini. Hàng mini. Rồi giới thiệu với anh em một cây hải châu lùng lực. Cây hải châu lùng lực. Hàng bonsai bằng trà. Đây khá là ok của anh em, cây khá ok. Dòng này là dòng lá nhỏ luôn nha. Những cây này thì rất là tương lai của anh em về chăm sóc thêm, hoàn thiện thêm cái phần chi cành. Khá đẹp. Mình sẽ chọn những cây hàng rất là chất lượng về đế của anh em tham khảo. Rồi cây này có quanh. Quanh tại vị trí đó là 28 nha, 28. Rồi cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên là 25. Rồi phủ tán là 28.
Chậu này là chậu Trung Quốc, kích thước là 30, chiều cao chậu là 12 phân rưỡi. Đây khéo, ok, đẹp, hàng bonsai bàn trà. Bây giờ quý em xem bộ đế rất là ok luôn em. Tổng cái đường thân rễ của nó trải, phần rễ nó trải là 21 nha. Cái phần rễ nó trải theo cái chiều này là 21. Thế là ok luôn. Hàng đẹp của em, hàng đáng sưu tầm. Cái này chúng ta chơi bàn trà là hết hết ý luôn. Hàng đẹp giá hữu nghị. Rất ok với em. Rồi cái này bọn xanh thì giao lưu với anh em, giá là 1 triệu tư bao ship, 1 triệu tư bao ship.